Reflex Flow, một chiếc tai nghe thể thao tới từ nhà JBL và đã ra mắt được khoảng 1 năm nhưng mà mình thấy rằng vẫn rất là đáng mua. Chi tiết thì cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Khi mà cầm chiếc tai nghe này trên tay thì mình cứ ngỡ là nó mới ra mắt, nhưng mà không các bạn, nó ra mắt được hơn 1 năm rồi. Và những cái trải nghiệm nó mang lại cho mình thì đây là một chiếc tai nghe thể thao mà có cái chất âm khiến cho mình hài lòng nhất. Mình vẫn cực kỳ thích cái cách mà JBL xử lý cái phần âm thanh của họ. Nghe rất là cân bằng, rất là hài hòa, đặc biệt là cái tiếng trống. Ngay từ khi mà mình cầm con JBL Flip 3 là một cái loa của JBL, mình đã thích cái chất âm của họ rồi. Và chiếc Reflex Flow này nó đã không làm cho mình thất vọng. Rồi, trước khi nói chi tiết hơn về chất âm, chúng ta hãy cùng nhau đi một vòng. Thứ nhất là về mặt thiết kế. Thì đây là cái kén sạc của chúng ta, mặc dù là được hoàn thiện từ nhựa nhưng mà mình thấy rằng rất là cứng cáp, chắc chắn, bản lề của nó cũng như vậy. Nhưng mà trên kén sạc này sẽ có cái điểm trừ. Thứ nhất là cổng sạc chỉ là micro USB, và điểm trừ thứ hai đó chính là nó to. Với một kén sạc to thế này thì cái việc bỏ vào túi quần nó sẽ không tiện lợi, các bạn sẽ cần bỏ vào túi đeo chéo hay là chúng ta bỏ một cái ba lô của chúng ta mang theo người. Và mình thấy rằng là khi mà tập thể dục thì đa phần các bạn sẽ chỉ có một túi đeo chéo, túi đeo bụng ở phía trước thôi. Chứ còn nếu như bạn nào mà không sử dụng hai cái túi đó, bỏ luôn cái này vào túi quần thì sẽ cảm giác hơi bị cộm. Và ngoài ra thì ở trong phần thiết kế này, chúng ta sẽ có hai mặt trước và mặt sau của hộp được phủ một lớp nhám nhẹ màu bạc, nhìn như kiểu là kim loại, rất là cao cấp. Nhưng mà ở phần xung quanh của chúng ta thì lại là một lớp nhựa nhám khác, cho cảm giác mịn màng như kiểu cao su. Và các bạn lưu ý với mình, đặc biệt cái lớp nhựa này, dùng một thời gian mà bị va chạm với những thứ sắc nhọn, nó sẽ bị có hiện tượng các vết xước ở trên, trông sẽ khá là khó chịu về mặt thẩm mỹ. Anh em lưu ý cái điều này. Rồi, thì bây giờ sẽ tới với lại tai nghe của chúng ta, là những cái thứ thiết yếu nhất của một chiếc tai nghe tập thể thao. Vậy thì hai tai nghe tới từ JBL sẽ có điểm gì đặc biệt? Đây là thiết kế tai nghe của chúng ta, thì bây giờ mình sẽ đeo một cái lên tai, sau đó mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Đó, đây là khi mình đeo lên tai này. Thì cái trải nghiệm đeo tai nghe ở lên tai của mình nó hơi khó khăn thời gian đầu. Khi mà mình mới cầm cái tai nghe này, mình đã phải loay hoay vất vả, dùng từ là vật lộn với cái tai nghe để mình đeo được lên tai một cách đúng đắn nhất và có thể nghe được nhạc. Cái phần ống dẫn âm của chúng ta hơi ngắn, nên thành ra lúc mà mình đeo chỉ cần đeo sai thôi là lập tức cái ống dẫn âm này bị bịt mất. Và âm thanh đến tai của mình tiếng được tiếng mất, mình còn bảo quái lạ, sao một cái tai nghe cao cấp âm thanh nó lại lạ và lại tệ đến vậy. Nhưng mà khi mình đeo đúng cách thì ok, âm thanh đã bắt đầu phát huy được đúng ở trong tai của mình. Thì như vậy cách đeo sẽ là thứ các bạn cần lưu ý. Về phần nút bấm thì mình cũng muốn lưu ý một chút, đây sẽ là nút bấm vật lý để chúng ta tránh được cảm ứng nhầm khi sử dụng. Nhưng mà bù lại thì các bạn sẽ phải nhấn khá là mạnh vào tai và cảm giác tai nghe bị nhét vào trong một tí. Nó khiến cho tai của mình hơi bị kích ứng và hơi bị khó chịu mỗi lần mình dùng nút bấm. Ưu điểm ở trên hai tai nghe này đó chính là được thiết kế tròn, vì vậy ôm khá là trọn vẹn ở trong tai của bạn. Chúng ta sẽ không sợ hiện tượng bị vướng víu. Rồi là cái phần vây ở trên tai nghe sẽ giúp cho nó bám chắc chắn vào tai của bạn và có thể đồng hành cùng kể cả những hoạt động mạnh như là các bạn chạy trên máy tập thể dục, hay là chúng ta tập gym, hay là các bạn đạp xe ở ngoài những địa hình gồ ghề thì chiếc tai nghe này vẫn bám rất là chắc chắn trên tai. Còn đối với mình như là thời điểm dịch, thành ra là mình không có hoạt động đó được, nhưng mà mình đã thử chạy cầu thang, chạy xuống lại chạy lên. Đó, mình cũng có thử nhảy lên nhảy xuống một tí thì cái tai nghe bám rất là chắc chắn ở trên tai của mình. Đây nhá, mình sẽ thử các bạn xem. Đó, thấy không? Khi mà mình lắc mạnh như vậy, cái tai nghe không hề xê dịch ở trên tai. Và chúng ta còn có một ưu điểm nữa, đó chính là ở trên Reflex Flow cho phép các bạn thay thế típ tai nghe và vây tai nghe hoàn toàn riêng biệt. Bạn có thể lựa chọn một cái vây tai nghe size M, nhưng mà típ tai nghe lại chỉ là size S, cho phép tùy chỉnh phù hợp với tai của từng người và các bạn sẽ dễ chịu hơn khi tập thể thao. Và chia sẻ thêm về cảm giác khi mà chúng ta đeo cái tai nghe này, thì mình đã thử đeo một thời gian dài và mình thấy rằng khi mà bỏ ra thì tai của mình nó hơi khó chịu, bởi vì là cái phần vây này nó kích trực tiếp vào tai của mình. Nó làm cho cảm giác là tai của mình đang bị nong to ra, cái lỗ tai của mình nó bị to ra so với ban đầu. Và mình nghĩ rằng là cái cảm giác này thì các bạn nữ sẽ là những người thấu hiểu rõ hơn các bạn nam. Rồi, thì đấy là cảm giác khi chúng ta đeo lâu. Có lẽ là các bạn sẽ cần thời gian để làm quen, hoặc là những bạn nào mà đang đeo in-ear quen rồi thì các bạn sẽ không bị khó chịu giống như mình. Hoặc cũng có thể là cái lỗ tai của mình nó quá nhạy cảm với những cái thứ như thế này. Thứ ba là về mặt kết nối và tính năng, thì chắc chắn là với mẫu tai nghe cao cấp như thế này, JBL sẽ trang bị cho nó những thứ tốt nhất mà họ có. Vì vậy kết nối rất là ổn định, cho dù bạn dùng điện thoại Android hay là iOS, nó đều giữ được kết nối liên tục và ổn định trong toàn bộ quá trình sử dụng của mình. Ở trên tai nghe được trang bị khả năng kháng nước là IPX7, đây là một thứ cực kỳ quan trọng và cần thiết với những bạn tập thể thao. Chúng ta không thể nào mà đi ra ngoài trời xong lại nói là hôm nay trời sẽ luôn luôn nắng, hôm nay trời sẽ không mưa và sẽ không ướt át đến chúng ta cả. Và với khả năng kháng nước IPX7 thì theo lý thuyết là các bạn có thể mang cái tai nghe này đi bơi, nhưng mà các bạn không được lặn sâu quá 1 mét và có thể bơi liên tục trong vòng 30 phút.
Đối với mình thì những con số đó là những con số rất tuyệt vời, nhưng mà sẽ không ai mang tai nghe ra để ngâm nước cả. Các bạn lưu ý, nó sẽ giúp các bạn tốt nhất là khi đang đi mà gặp những cơn mưa, hay là chúng ta bị mồ hôi quá nhiều ra ở xung quanh tai, không làm ảnh hưởng tới chiếc tai nghe này. Và chắc chắn IPX7 là quá đủ với một chiếc tai nghe thể thao. Tiếp theo là ở trên tai nghe thì có được trang bị một tính năng gọi là Talk Through và Ambient Wear. Talk Through cho phép các bạn nói chuyện được với người xung quanh mặc dù chúng ta vẫn đang đeo tai nghe. Còn Ambient Wear thì cũng như kiểu tính năng xuyên âm vậy, nó cho phép các bạn nghe được âm thanh ở bên ngoài đường còi xe rồi là tiếng xe cộ qua lại mặc dù chúng ta vẫn đang nghe nhạc với tai nghe. Hai tính năng này thì về cơ bản hoạt động nó sẽ hơi khác nhau một chút trong việc điều chỉnh âm lượng, nhưng mà mình thấy rằng cái cách mà JBL trang bị vào trên tai nghe này nó rất là phù hợp và tiện lợi với mọi người. Ví dụ như mình đang đeo hai tai nghe thế này mà bạn bên cạnh của mình nói chuyện với mình, thì mình chỉ cần đơn giản là bấm một phát ở bên tai nghe trái, lập tức tính năng sẽ được kích hoạt lên và cho phép là âm lượng nhạc của mình nhỏ xuống để mình nói chuyện với bạn một cách dễ dàng. Thì như vậy chúng ta đi vào đâu gửi xe này, hay các bạn nói chuyện với bảo vệ, các bạn cũng không cần phải bỏ tai nghe ra, chúng ta chỉ cần đơn giản là bấm một nút thôi. Đó, như vậy là xong. Phần thứ tư là thời lượng pin. 10 tiếng nghe nhạc liên tục chỉ trong một lần sạc đầy là một con số rất ấn tượng với một cái tai nghe không dây. Và mình tin là những bạn nào có tập thể dục thì các bạn cũng sẽ thấy là 10 tiếng đồng hồ là quá nhiều. Theo như mình tính toán ấy, thì nhà sản xuất mà đưa ra 10 tiếng thì các bạn thực tế sử dụng sẽ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Và 6 đến 7 tiếng thì các bạn xem mà đã đủ một buổi tập chưa? Còn đối với mình thì nó phải đủ đến tận 2 hay là 3 buổi tập liên tục rồi. Và nếu như các bạn sử dụng thêm cây sạc của chúng ta, tức là cái hộp này, các bạn có thể kéo dài thời gian từ 10 tiếng lên thành khoảng 30 tiếng đồng hồ. Ok, thời lượng pin đây là một thứ rất xuất sắc ở trên JBL Reflex Flow. Và phần cuối cùng ở trong video thì sẽ là về chất âm. Mình đã có chia sẻ với các bạn ngay ở đầu video là mình thích cách mà JBL xử lý cái chất âm, đặc biệt là âm bass. Khi mà mình nghe mình cảm giác nó rất là hài hòa. Mặc dù tiếng trống của chúng ta vẫn mạnh mẽ, vẫn uy lực, nhưng mà lại kiểm soát được tiếng trống rất là tốt. Nó không có hiện tượng bị kéo dài lê thê ra, không hiện tượng bị kéo đuôi. Và nếu như các bạn sử dụng tai nghe này để nghe những cái bản nhạc nó đầy năng lượng, phù hợp với những bài tập của các bạn, tất nhiên là hài lòng rồi. Nhưng mà với những bạn nào muốn nghe nhạc vàng giống như mình, tức là chúng ta có thể nghe tạp được ở trên cái tai nghe này ấy, thì câu trả lời của mình là hoàn toàn có thể nghe tạp được. Mình đã nghe nhạc vàng và mình cảm thấy rằng là tiếng ca sĩ của mình mặc dù hơi bị lùi phía sau một tí, nhưng mà vẫn tái tạo khá là tốt chi tiết và độ truyền cảm tới từ giọng hát, nam cũng được, nữ cũng được. Tiếp theo là về giải treble của chúng ta, thì mình thấy cái giải treble này sẽ là thứ nó ít nhất, tức là các bạn sẽ khó cảm nhận được nó nhất, nhưng mà nó vẫn xuất hiện để đủ cho cái bài hát của chúng ta. Một ưu điểm nữa ở trong phần chất âm của JBL Reflex Flow đó chính là cái sân khấu âm thanh của nó khá là thoáng. Chính vì vậy giúp các bạn có thể tách lớp được giữa tiếng nhạc cụ và tiếng ca sĩ, giúp cho chúng ta phần nào trải nghiệm âm thanh nó thoáng đãng hơn, nó không bị khó chịu khi mà nghe với tai nghe này. Và đến đây thì anh em thấy sao về mẫu tai nghe đã có tuổi đời lên tới là hơn 1 năm tuổi tới từ JBL nhưng mà vẫn rất đáng mua? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau của ReviewS. Nếu như các bạn muốn mình đánh giá cái tai nghe nào thì cứ để tên ở phần bình luận của video. Mình sẽ cùng anh em bàn luận ở dưới đó và tìm cách đi mượn về để review cho anh em. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.